Tôi đã lăn kim với tinh chất Purify được 3 lần và mỗi lần cách nhau 2 tuần. Và sau 2 tháng thì tôi cảm thấy da mặt của tôi rất là mịn màng và sẹo rỗ đã giảm đi rất là đáng kể. Sau khi rửa mặt với Skin Clinic, tẩy sạch tế bào chết, bã nhờn và lấy đi các nhân mụn già trên da, hồ tê 9.6% sẽ là bước chuẩn bị để bắt đầu lăn kim và điện di cùng Purify. Purify là sản phẩm của thương hiệu Friend Beauty, thương hiệu dược mỹ phẩm xuất xứ từ Tây Ban Nha. Với công dụng chính là đặc trị mụn và sẹo rỗ với hiệu quả gần 90%, sản phẩm được bào chế với nhiều hợp chất giúp kích thích tăng sinh collagen và elastin, tạo độ đàn hồi và tái tạo tế bào da. Nhờ đó, các sẹo lõm được làm đầy và trả lại làn da mịn màng không tì vết. Kết thúc quy trình điện di và lăn kim cùng Purify, chúng ta sẽ đắp mặt nạ tảo và chiếu ánh sáng sinh học để làm dịu da và thanh lọc da, rút ngắn thời gian hồi phục. Tôi rất là hài lòng với phương pháp này.